Chính phủ Ecuador giảm giá xăng chấm dứt cuộc biểu tình của người dân. Vào Chủ nhật ngày 26 tháng 6, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso đã cho biết chính phủ sẽ nhượng bộ giảm giá nhiên liệu để cố gắng chấm dứt gần 2 tuần các cuộc biểu tình chống chính phủ. Cụ thể, giá xăng dầu sẽ được giảm xuống khoảng 10 cent trên một calom, tương đương với gần 2.300 đồng trên 3,8 lít. Được biết trước đó các cuộc biểu tình là do người bản địa tổ chức và có 6 người đã thiệt mạng. Họ yêu cầu chính quyền xem xét về giảm giá nhiên liệu và lương thực cũng như các hàng hóa thiết yếu khác từ ngày 13 tháng 6. Trước tình hình biểu tình căng thẳng, tổng thống Lasso đã lên tiếng không thừa nhận giá xăng là cốt lõi của của các ảnh hưởng mà người dân Ecuador đang phải hứng chịu. Ông nhấn mạnh rằng đây là khó khăn của Ecuador nói riêng và thế giới nói chung. Các vấn đề chính trị đã tác động lên kinh tế và khiến giá xăng tăng 2,45 đô la trên một gà lông và dầu diesel ở mức 1,80 đô la hiện giá nhiên liệu đã giảm nhưng chưa ở mức thỏa đáng đối với người dân ecuador các nhóm bản địa do tổ chức conaie dẫn đầu cho biết trong một tuyên bố họ hứa sẽ duy trì các cuộc biểu tình